Whoa. Thì vậy là đó. Khẩu thì khẩu bị bèn mà nên kinh con có đôi nón con kèn mà nó mà nên mặc và đồng quần kèn ngon ngang nên chi vi thơ khẩu thầu thì khẩu bị bèn mà nên kinh con có đôi nón con kèn mà nó mà nên mặc và đồng quần kèn ngon ngang nên chi vi thơ.